Như hết này mình không cũng như cũng như là khi mà cái lô này mình bán xong rồi là bắt đầu nó đứt lứa là mình phải nuôi từ cái những cái cây nhỏ lên. Giờ có thùng sinh sản lên chậu này được nhưng mà tại chưa có lên. À. Nhưng mà cũng phải đứt lứa như không, như cái gốc trước mặt này là giá là một cặp là một cây là phải bao nhiêu tiền vậy? Một cặp 15 triệu. À. Ba cây này người ta lấy rồi. Ba cây này người ta lấy xong rồi. Như cặp bên kia là 15 đó xứng nhau đó, còn cây này rẻ. Nói chung là nguyên một lô này thì cái lô chậu 8 này là tùy theo giá, cũng như cây hay nhỏ hơn tí thì 5 triệu, 5 triệu rưỡi, 4 triệu rưỡi. Nhưng mà cái thứ nhất là mình định giá cái cây là chị thấy là như ở vườn chị định giá là một cái tàn nó ha quan trọng hay là cái gốc nó đẹp nó quan trọng? Toàn bộ hết, từ bộ tán lên tới gốc luôn. Từ cái gốc nó đẹp với cái tán nó đều, cái nữa là cái đó là nó mới cao giá của cây sứ. Đúng rồi, cũng như tùy theo cây đó. Dạ. Cây đẹp thì giá hơi cao, còn cây vừa thì giá là ví dụ như ở xa mấy cái sứ này kia là chị theo như người ta điện tới người ta đặt hàng là người ta mình chị ship luôn hả? Em thấy có làm thì cái này cũng như ba cũng toàn quắc luôn, bưu điện thì toàn quắc luôn, còn như lái lại vườn. Cái kênh mà chị like để mà chị bán những cái sứ này là cái kênh gì, chia sẻ cho mọi người, người ta vô người ta biết để mà người ta vào cái kênh của chị, người ta xem mỗi lúc mà chị like chị bán trực tiếp. Qua xứ Sơn Thủy. Qua xứ Sơn Thủy là cái kênh ha, kênh YouTube. Dạ. Rồi chị có thể đọc số điện thoại của em 0342 806 294. Đó là số điện thoại của chú vườn xứ ở Định Yên. Các bạn có thể vào cái kênh YouTube mà hồi nãy mình nói đó, mà các bạn sẽ thấy chị like bán trực tiếp, và đây là toàn bộ mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái gốc hoa xứ Kỳ Duyên Gin. Ở đây có xứ Kim Tử Tháp nữa hay gì chị thấy? Kim Tử Tháp lần rễ lần hai thì ngoài mình nó hơi xấu có trong nhà. Nói chung thì vườn này rất là nhiều cái xứ Kỳ Duyên Gin các bạn ơi, gốc cổ không à. Gốc rất là đẹp, cái tàn khủng luôn, nhìn rất là đẹp màu ha. Thì nếu như bạn nào yêu thích thì có thể đến tặng cái địa chỉ và kèm theo số điện thoại rồi cái kênh của chị, là các bạn vô đó các bạn sẽ search vô đó các bạn sẽ thấy mình luôn đi chia sẻ về những cái vườn hoa kiển. Thì đây là một cái gốc cái này nó lên mà vàng luôn các bạn ơi, Kỳ Duyên Gin mà nó lên vàng luôn rồi nè. Đây, nó có một cái hình thác. Gốc này bán cho chị? Chưa. Gốc này theo như giá ngoài thị trường là hiện tại bây giờ chị bán là bao nhiêu? Cũng bằng giá 7,5 triệu. 7,5 triệu, gốc này 7,5 triệu. Bằng được cái cọng cây giống vậy. Rất là đẹp, rất là to luôn các bạn. Đây nè. Mình quay hai mặt cho các bạn xem hồi nãy bên kia. Đó, đây nè. Thì đây là những cái vườn xứ Kỳ Duyên Gin, nói chung là gốc khủng luôn các bạn ơi. Nói chung mà Kỳ Duyên Gin mà hiện tại nuôi tới cái tầm này mà còn trong vườn á thì chưa có bán được. Lái chưa có lấy thì phải nói là rất là khủng. Mà có những cái số cây thì người ta đã lấy rồi nhưng mà người ta còn gửi lại vườn. Thì các bạn có thể đến đây để ủng hộ và có thể mua. Bạn thấy không? Đặc biệt những cây sứ khác thì khó làm tàn, nhưng mà Kỳ Duyên Gin này thì có thể chỉnh sửa, quấn và làm tàn rất là ok luôn. Đây, toàn bộ cái khu vườn mà mình đang chia sẻ với các bạn đó là Kỳ Duyên Gin hết, đang được nuôi và gốc rất là to đó, các bạn thấy không? Đây về dài bên kia luôn kìa. Đây là một cái củ sứ được ghép mà chắc có thể là nhiều màu, nhưng mà nó phình ra như vậy nè các bạn. Ở dưới thì nó trình phình ra giống như củ phơi mì vậy đó, ở trên cái thân thì nó nhỏ. Đó là những cái cây sứ con được gieo. Đây là sứ này là mình nhớ là cái mình đã gặp cái chậu này quen ở đâu. Cái vườn sứ chân dài của anh Phong ở Sa Đéc. Đây, tạo rễ rất là rễ nôm đó các bạn. Đó, nói chung là vườn sứ này đây có hai cái gốc rất là to và hoa nó rất là sai, nó đang sai hoa này các bạn. Nói Kỳ Duyên Gin thì mình rất là ok, rất là đẹp màu luôn. Nó là màu rất là cực kỳ. Mấy gốc này 7 triệu mấy thì 7 triệu rưỡi, một cặp 15 triệu. Thì những đại gia thì với cái giá tiền này thì không thành vấn đề đó các bạn ơi. Nuôi một cái cây sứ này có phải nói là một cái thời gian cũng khá là lâu rồi mới được như vậy. Đây. Phải nói là cái màu của Kỳ Duyên đó thì nó màu hồng, nhìn rất là đẹp. Mình lạc vào những cái vườn sứ như thế này thì rất là đẹp rồi. Nói thường thường Kỳ Duyên Gin chơi hình thác nhìn rất là đẹp. Đây,
này dáng này nó hơi bay, vừa nửa bay mà nửa thác các bạn. Đó, bạn thấy không? Một cái cây mà lão thì phải nói là hoa rất là nhiều, mỗi đọt mỗi hoa. Quá đẹp luôn. Lạc vào một cái thiên đường hoa sứ ở Lấp Vò. Mình các bạn cứ ngỡ là ở Sa Đéc là làng hoa, nhưng mà ở Lấp Vò này còn có những cái vườn hoa sứ rất là khủng luôn. Ở đằng xa xa đằng kia có một cái cây sứ, mình sẽ review cho các bạn xem. Cây sứ nhìn rất là đẹp bạn ơi. Cây sứ bông nó đang gộ và nó đang rộ hoa. Đây, đây, đẹp quá đẹp luôn các bạn. Phải nói luôn, chân dài tới nách luôn. Đây. Wow. Wow. Wow, đây là những cái gốc sứ kim tự tháp nè các bạn. Sứ kim tự tháp được vô chậu đây. Kim tự tháp nè, gốc cũng còn nhỏ, cái mặt hoa của nó nè. Đây là những cái gốc đang nhổ vô, chắc có thể là chuẩn bị ship nè các bạn ơi, để giá nè. Đây là cái gốc này, hoa nó nhìn rất là đẹp nhưng mà mình không biết cái loại hoa này tên gì luôn. Gốc này đang được chuẩn bị ship và có giá là 100.000, 100k đó các bạn. Đây, gốc ghép cái thân nó lên rất là cao rồi, cái gốc rất là phần rất là to. Đây, đây là gốc số 7 và giá 100k. Cái màu hoa có nhiều loại rất là đẹp. Đây nữa các bạn. Đó, nhìn cái màu hoa rất là đẹp phải không? Số 8 có giá 150. Một cái góc sứ mà giá 150 vậy thì quá là ok rồi các bạn, có thể thoải mái chơi. Đó, có thể ship tại chỗ. Đây là sứ kim tự tháp. Cái này là góc này có giá 1 triệu các bạn ơi. Đây mình sẽ xây cho các bạn xem. Đó. Rồi cái sân ngoài trước nữa, đây là những cái góc chân ngôm. Đây sứ nguyên thủy và đây là những cái góc này. Các bạn có thể tùy ý mà chọn các bạn. Đang lên thì nhìn rất là đẹp. Những cái góc như thế này thì các bạn biết chỉnh sửa cái bộ rễ và nuôi thì nó sẽ ra như thế này. Nó đang giống như những cái con, một cái góc này giống như một cái thân mẹ, mà những cái con này, con này là con gì không biết mà nó đang ôm vào mình mẹ, nhìn rất là đẹp phải không. Đây là một cái cây sứ nguyên thủy, rễ rất là nhiều và đang được sửa bonsai giống như một cái cây mai mà cái tàn nha các bạn. Đó. Hôm nay có một cái cây sứ chân nơm. Thì người ta làm một cái cây sứ chân nơm như vậy thì người ta để một cái chậu vô chính giữa và rễ nó sẽ đương ra ngoài. Thì chính giữa này sau này rút cái chậu ra nó sẽ thành một cái gốc sứ đẳng cấp. Thì ok, nãy giờ mình chia sẻ cái vườn sứ này thì các bạn xem nhớ đăng ký kênh để tiếp tục. Thì mình đồng hành cùng cái hành trình của mình đi quay chia sẻ những cái vườn sứ. Đây nè, các bạn thấy hoa nó không? Sứ này sứ nguyên thủy không có ghép. Cái mặt hoa rất là đẹp và rất là sai hoa. Những cái chậu sứ được ghép chắc có thể là mới có bông, mới có hoa lần đầu các bạn. Thì nhìn rất là sung. Thì trong vườn sứ Kỳ Diên Ghiên còn có những cây sứ Thái ghép cái hoa của nó nè. Đang hoa rất là nhiều. Phải nói là sứ Thái thì rất là ok. Và lúc này những cái vị lái đang lợi để mà lựa những cái chậu hoa sứ để mà về kinh doanh bán lại cho các bạn. Nè, xa xa đằng kia là sứ mới ghép đồ, nói chung là nhiều lắm. Đây, đây là những cái cây sứ rễ nơm, nhìn rất là lạ mắt, chân dài. Đó. Chưa có sữa gì trơn á, thử chưa có phân ra nên khó. Một cái vườn sứ Kỳ Diên. Cái này là bông gì? Rất là nhiều. Cái này là ra sao pháp. Cái này pháp màu hồng,
Nghe nói tên thôi là mình đã đủ mệt rồi các bạn ơi. Không có thể nào mà nhớ nổi đâu. Nhiều loại lắm. Đây nè. Cái gốc này cũ rất là đẹp. Nhìn giống như cái bình bông vậy các bạn. Lên nè. Đó. Thấy không? Xa xa đằng kia là những cái chậu hoa sứ, nhìn màu hoa nó nở nè. Đẹp cực kỳ luôn. Ok. Sứ Kỳ Viên thì nó rất là sung. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Hãy xem video của mình.